Nước Đức mùa hè năm 2006, nơi sẽ tổ chức vòng chung kết bóng đá thế giới lần thứ 18 trong lịch sử. Đối với những tín đồ tu cầu giáo, World Cup 2006 có lẽ chính là một trong những giải đấu đặc biệt và quy tụ nhiều những cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử. Mùa hè nước Đức năm ấy sẽ là lần cuối cùng thế giới bóng đá chứng kiến những bước chạy của hàng loạt các huyền thoại như Zidane, Cafu hay Luis Figo. World Cup 2006 cũng là màn ra mắt với sân chơi thế giới của những Messi, Ronaldo hay Rooney. Thậm chí nếu chỉ mặt điểm tên cả 32 đội bóng tham dự giải, mỗi đội tuyển đều có thể sở hữu một ngôi sao. Tuy nhiên đối với riêng trường hợp của đội tuyển Anh, ngoại trừ vị trí thủ môn ra, mỗi tuyến trong đội hình tam sư đều sở hữu những siêu sao xuất sắc nhất ở thời điểm đó. Trước khi World Cup 2006 khởi tranh, cùng với Brazil sở hữu những Ronaldinho, Ronaldo, Kaká hay Adriano, đội tuyển Anh là một trong hai ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Thậm chí nếu xét theo từng vị trí trong đội hình, tam sư còn được đánh giá cao hơn. Những vũ công Samba nhờ tính đồng đều trên nền tảng là sự kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ. Tại World Cup 2006, huấn luyện viên trưởng Sven-Goran Eriksson mang tới nước Đức đội hình được mệnh danh là thế hệ vàng của bóng đá Anh, nơi hàng thủ tam sư sở hữu những cái tên xuất sắc nhất Premier League ở thời điểm đó như Rio Ferdinand, Sol Campbell, John Terry, Gary Neville hay Ashley Cole. Ở hàng tiền vệ, Gerrard và Lampard đương nhiên là những nhân tố được kỳ vọng nhiều nhất. Thậm chí, những phương án dự phòng cho hai cầu thủ này là những cái tên có thể đá chính ở bất cứ đội bóng nào khác như Owen Hargreaves hay Michael Carrick. Hai cánh của đội tuyển Anh sẽ được đảm nhiệm bởi đội trưởng David Beckham và cầu thủ đang có phong độ cao trong màu áo Chelsea, Joe Cole. Trên hàng công vũ khí quan trọng nhất của tam sư, không ai khác ngoài Wayne Rooney. Thế nhưng tham vọng chinh phục chức vô địch World Cup sau 40 năm chờ đợi của đội tuyển Anh bị giáng một đòn cực mạnh chỉ hơn một tháng trước khi giải đấu diễn ra. Trong trận đấu quyết định đến chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa giải 2005-2006 giữa Chelsea và Man United, Wayne Rooney đã dính một chấn thương nặng sau pha va chạm với Paulo Ferreira. Theo kết luận của các bác sĩ, tiền đạo của đội tuyển Anh bị vỡ xương bàn chân và dự kiến sẽ phải rời xa sân cỏ trong khoảng 6 tuần để điều trị. Điều này đồng nghĩa với việc anh sẽ không thể đồng hành cùng tam sư trong toàn bộ chiến dịch vòng bảng. Bắt đầu hành trình chinh phục chức vô địch World Cup lần thứ 2 trong lịch sử, đội tuyển Anh nằm trong bảng đấu tương đối dễ thở với Thụy Điển, Paraguay và Trinidad và Tobago. Trong trận ra quân, đoàn quân huấn luyện viên Sven-Goran Eriksson đã có khởi đầu như mơ với bàn thắng sớm ở phút thứ 3. Từ quả đá phạt khó chịu của David Beckham, hậu vệ Carlos Gamarra bên phía Paraguay lúng túng đưa bóng về với lưới nhà, mang về bàn mở tỷ số cho tam sư. Bàn thắng sớm này giúp tuyển Anh chiếm ưu thế trong suốt phần còn lại của trận đấu. Tuy nhiên, họ lại gặp khó khăn trong việc gia tăng cách biệt. Chiến thắng tối thiểu trong trận khai màn đã bộc lộ những hạn chế của đội tuyển Anh trong khâu tấn công, nhất là trong tình cảnh họ không có được sự phục vụ của Wayne Rooney. Bước sang trận đấu thứ hai trước đối thủ Trinidad và Tobago, dù được đánh giá cao hơn rất nhiều, đội tuyển Anh lại gặp vô vàn khó khăn trước lối chơi phòng ngự kiên cường của đội bóng đến từ Trung Mỹ. Phải đến phút thứ 83, sớ vườn Peter Crouch mới khai thông thế bế tắc của trận đấu bằng một pha đánh đầu chính xác. Sau đó, Steven Gerrard đã ấn định chiến thắng 2-0 cho Anh bằng một cú sút xa đẹp mắt ở phút bù giờ. Bất chấp sấm giành vé đi tiếp với 6 điểm tuyệt đối sau hai lượt trận, tam sư vẫn mang đến cho người hâm mộ một cảm giác lo lắng với những màn trình diễn thiếu thuyết phục. Ở lượt đấu cuối cùng, Anh chạm trán với Thụy Điển trong cuộc đối đầu quyết định đến ngôi đầu bảng B. Một kết quả hòa sẽ giúp tam sư tránh được đội chủ nhà Đức ở vòng 1/8. Đây là trận đấu ghi nhận màn thể hiện xuất sắc của hàng công bên phía đội tuyển Anh kể từ đầu giải đấu. Họ có hai lần vượt lên dẫn trước nhờ siêu phẩm của Joe Cole cùng cú đánh đầu hiểm hóc của Steven Gerrard. Thế nhưng đến lượt hàng thủ của tam sư lại bộc lộ những vấn đề. Những sai lầm ở các tình huống cố định khiến đội tuyển Anh hai lần bị Thụy Điển cân bằng tỷ số và đánh chấp nhận với kết quả hòa hai đều. Kết thúc vòng bảng với vị trí dẫn đầu, nhưng dàn sao huấn luyện viên Sven-Goran Eriksson cho thấy còn quá nhiều vấn đề cần cải thiện. Sự thiếu sắc nét trong tấn công, những sai lầm trong phòng ngự và áp lực tâm lý là những yếu tố mà đội tuyển Anh cần nhanh chóng khắc phục nếu muốn thực hiện thực hóa giấc mơ vô địch. Tuy nhiên, ở cuộc đối đầu với Ecuador tại vòng 1/8 thì đội tuyển Anh vẫn không hề thể hiện được bất cứ một diện mạo mới nào trong lối chơi. Thay vì đáp lại sự chờ đợi của khán giả hâm mộ về một lối chơi tấn công cởi mở, đội tuyển Anh nhập cuộc với một sự thận trọng trên mức cần thiết khi chỉ cắm duy nhất Rooney trên hàng công và bố trí một hàng tiền vệ tới 5 người. Lối chơi du ngủ của cả Anh và Ecuador khiến trận đấu diễn ra trong sự tẻ nhạt cùng nỗi thất vọng của các cổ động viên. Và thêm một lần nữa, những cú đá phạt của David Beckham lại giải cứu tam sư. Ở cự ly khoảng 25m, tiền vệ của Real Madrid tung một cú vung chân sở trường. Bóng đi cực kỳ hiểm hóc, chạm mép trong cột dọc khung thành thủ môn Mora trước khi bay vào lưới, đưa tuyển Anh vượt lên dẫn 1-0. Đến lúc này, Ecuador mới chịu đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ hòa.
nhưng những nỗ lực của họ trong khoảng thời gian còn lại là không đủ. Thêm một chiến thắng không thật sự thuyết phục nữa của đội tuyển Anh, nhưng tấm vé vào đến tứ kết cũng đủ để các fan xứ sương mù tiếp tục nuôi dưỡng hy vọng về cơ hội chinh phục chức vô địch thế giới sau 40 năm chờ đợi. Gelsenkirchen, ngày 1 tháng 7 năm 2006, đội tuyển Anh bước vào trận tứ kết với Bồ Đào Nha, thử thách lớn nhất của họ kể từ đầu giải đấu. Nếu như đội tuyển Anh có lực lượng được đánh giá là đồng đều nhất giải, thì Bồ Đào Nha cũng sở hữu những ngôi sao tấn công hàng đầu như Cristiano Ronaldo, Luis Figo và Deco. Thế nhưng trong toàn bộ thời gian thi đấu chính thức cùng 30 phút hiệp phụ, cả hai đội bóng đã mang đến một thế trận đầy toan tính và không có quá nhiều tình huống tấn công nguy hiểm được diễn ra. Điểm nhấn lớn nhất của trận đấu lại chính là tấm thẻ đỏ đầy tranh cãi của Wayne Rooney trong tình huống tranh chấp bóng với hai cầu thủ Bồ Đào Nha ở khu vực giữa sân. Rooney đã bị kéo áo và trong lúc phản ứng dường như đã vô tình đạp vào hạ bộ của Cavani. Trọng tài người Argentina Alejandro đứng khá gần khu vực xảy ra tình huống chưa có bất cứ phán quyết nào, nhưng Cristiano Ronaldo từ đâu đó chạy đến và yêu cầu trọng tài một điều gì đó. Lập tức ông Alejandro rút chiếc thẻ đỏ đuổi Rooney trong sự ngỡ ngàng tiền đạo này cùng với các cầu thủ đội tuyển Anh. Bực mình với quyết định của trọng tài, Rooney quay ra gây hấn với Ronaldo và hai cầu thủ của Man United đã suýt nữa choảng nhau ngay trên sân. Khi ấy tôi đã dẫm lên một cầu thủ nằm ở dưới sân, hóa ra đó là hậu vệ Ricardo Cavani của Chelsea, và tôi nhận ra bàn chân mình đè lên giữa hai chân của anh ta. Nhưng đó chỉ là một tai nạn. Trọng tài thổi còi và thành thật là tôi đã nghĩ đội Anh sẽ được hưởng một quả đá phạt. Nhưng vào lúc đó Ronaldo chạy tới, dù tình huống xảy ra không liên quan gì tới anh ta. Ronaldo xuất hiện và dường như đang nói với trọng tài là tôi đáng bị thẻ. Và rồi điều kinh ngạc đã xảy đến với tôi khi trọng tài rút chiếc thẻ đỏ đuổi tôi khỏi sân. Tôi thật sự không tin điều đó đã xảy ra. Chơi thiếu người trong thời gian còn lại của trận đấu, đội tuyển Anh đã chơi vô cùng kiên cường để đưa đối thủ vào loạt sút luân lưu. Thế nhưng tại đây, thêm một bi kịch nữa lại được chuẩn bị diễn ra. Nỗi ám ảnh thất bại trên chấm 11m trước người Bồ Đào Nha cách đó 2 năm lại hiện về với những cổ động viên của xứ sở sương mù. Thật khó ai có thể tin được hai chuyên gia đá penalty của đội tuyển Anh, Frank Lampard và Steven Gerrard lại đều không thể đánh bại thủ thành Ricardo ở khoảng cách 11m. Ở lượt sút cuối cùng, Ronaldo thực hiện thành công ấn định tỷ số 3-1 cho Bồ Đào Nha ở loạt sút luân lưu, qua đó chấm dứt giấc mơ vô địch của thế hệ vàng của đội tuyển Anh. Người Anh thêm một lần nữa thất bại trong lúc được kỳ vọng nhiều nhất. Họ sở hữu những cầu thủ hàng đầu thế giới nhưng lại không có một nhà cầm quân với trình độ tương xứng. Huấn luyện viên Sven-Goran Eriksson bị chỉ trích nhiều vì chiến thuật thiếu sáng tạo và không phát huy hết khả năng của cầu thủ. Mặc dù có nhiều ngôi sao trong đội hình, nhưng tính kết nối trong lối chơi của đội tuyển Anh gần như là bằng không. Những cái tôi lớn trong đội hình đã khiến sự gắn kết và phối hợp không được như mong đợi. Bên cạnh đó, tâm lý yếu vẫn là vấn đề muôn thuở đối với Tam Sử. Sự căng thẳng từ những kỳ vọng của truyền thông cũng như người hâm mộ khiến họ không thể thi đấu với phong độ cao nhất. Điều này đặc biệt rõ ràng trong loạt sút luân lưu, nơi mà cầu thủ Anh thường xuyên thất bại do áp lực quá lớn.